Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Học phong kiến, đảng sử Chu Di Tam Tộc, cụ Lê Đình Kình. Chu Di Tam Tộc là câu nói được nhiều người thốt lên sau khi nghe tin bản án đã tuyên với hai án tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức và án chung thân cho cháu nội là Lê Đình Doanh cùng hàng trăm năm tù cho dân làng Đồng Tâm vào chiều ngày 14 tháng 9 năm 2020. Sự tàn bạo và man dợ đã lên ngôi ở mức độ đỉnh cao khi họ đã giết cụ Lê Đình Kình không cần xét xử, nay lại đòi giết thêm cả đời con đời cháu của cụ. Người đảng viên già đã hết mực tin tưởng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay trước khi chết. Đây là hình ảnh một trong số các băng rôn bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng theo tinh thần của cụ Lê Đình Kình. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước VTV1 đã nhận xét việc nửa đêm vào nhà giết bố con người ta, giờ giết đến hai con trai và bỏ tù dài hạn hai đứa cháu, chưa kể 26 bản án khác, chỉ trong một xã với vỏn vẹn có 9.400 dân là nhân văn hợp tình hợp lý. Chưa bao giờ ngôn từ bị bóp méo kinh khủng như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh từ Hà Nội đã đưa ra bình luận. Và mạng xã hội đã đẩy ắp những dòng cảm thán đớn đau và uất ức từ các nhà hoạt động xã hội, cứ như tòa án đã kết án tử hình chính những người thân yêu nhất của mình. Vào chiều ngày 14 tháng 9, tại Sài Gòn đã đổ mưa như chút nước, như minh họa cho câu thơ của nhà hoạt động Võ Hồng Ly như sau: Sài Gòn mưa khóc Đồng Tâm, lòng đau như cắt, dao đâm dạ người. Giáo sư Mạc Văn Trang cũng đưa ra nhận định như sau: Vụ án Đồng Tâm cho thấy chế độ này đã đạt đến tột đỉnh của sự dối trá, tàn ác, lì lợm, bất chấp lòng dân. Facebook Thanh Mai thì bình luận như sau: Tính nhân văn cùng sự ưu việt, nét văn minh của hệ thống tư pháp, thậm chí là của chế độ, được thể hiện qua việc có 19 người ở giữa phòng xử án đã nói rằng họ bị đánh đập trong giai đoạn điều tra. Và rồi chẳng cơ quan luật pháp, hành pháp hay tư pháp nào đối hoài đến điều đó. 70% số lượng bị cáo bị đánh đập trong một vụ án có hàng triệu người theo dõi. Đánh đập nghi can là xâm phạm thân thể người khác, có thể là cố ý gây thương tích, và nó còn có thể là tác động làm sai lệch đến kết quả điều tra, cản trở hoạt động của tư pháp. Vậy mà không một cơ quan pháp luật nào vào cuộc, không một hãng truyền thông nào của nhà nước Việt Nam lên tiếng. Ngay tại tòa, trong vụ việc cả trăm triệu người theo dõi còn như vậy, nên bản án này, phiên tòa này, sự im lặng đáng sợ này cho thấy cái gọi là pháp quyền, cái gọi là tự do còn xa vời lắm với dân tộc mình. Và cả dân tộc đã im lặng thì chúng ta mong gì sự đổi thay? Facebook Thanh Mai đã cay đắng đưa ra câu hỏi như vậy. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công khai rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội viết câu thơ rằng: Bị bắn trên giường thành khủng bố, xa chân xuống hố hóa anh hùng. Nhà hoạt động Nguyễn Thị Hạnh thì in đậm câu sau: Mọi lời nói lúc này đều là thừa, khi uất hận đã ngút trời mây. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng tại Hà Nội cũng đưa ra phát ngôn mạnh mẽ như sau: Đảng Cộng sản là loài không thể cải tạo, chúng xứng đáng bị đào thải và cách ly vĩnh viễn với xã hội loài người. Nhà báo, cựu tổng biên tập của đài FA Nguyễn Khanh thì bình luận như sau: Cả thế giới đều thấy vụ án là một vở kịch diễn dở từ khâu biên tập cho tới đạo diễn, và ngay cả các diễn viên chính bên Bộ Công an, bên tòa cũng như phía Viện Kiểm soát Nhân dân. Và nhà hoạt động Lã Việt Dũng từ Hà Nội nhận định tiếp như sau: Ngày hôm nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố một điều, nó sẽ không bao giờ khoan nhượng với nhân dân. Cũng chắc chắn một điều là người dân sẽ không bao giờ tha thứ cho bẻ lũ Cộng sản. Với Cộng sản, chỉ cần dùng luật của chúng để xử chúng là quá đủ. Mơ một ngày, nửa đêm đến, thi hành công vụ nhà Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, ông đã nói. Trang Lê từ Hoa Kỳ thì nhận định như sau: Một nền tư pháp man di mọi dợ như hôm nay chính là lỗi của toàn dân. Chúng ta đã im lặng và cúi đầu quá lâu trước những uất ức và bất công. Cư dân mạng cũng đã chia sẻ những hình ảnh tiếng khóc nức nở của dân làng Đồng Tâm đón 15 người trở về làng khi nhận bản án treo từ tòa. Ngay buổi tối, những người dân ở Đồng Tâm đã ra mộ cụ Lê Đình Kình và thắp lửa đốt hương cho ông. Rất đông người đã khóc thương bên mộ của ông. Đây là hình ảnh 15 người dân Đồng Tâm được án treo trở về nhà sau phiên tòa đã đến thắp hương, đốt lửa và khóc thương bên mộ cụ Lê Đình Kình vào đêm ngày 14 tháng 9 năm 2020. Cũng như năm 2017, ông nằm trên giường trở về với cái chân gãy, dân làng Đồng Tâm đón ông trong sự vui mừng và chật kín người. Ông là cường hào ác bá ư? Người dân chân chất thật thà chắc hẳn
không có tình cảm sai bao giờ. Luật sư Lê Văn Luân đã bình luận như vậy. Và trước hình ảnh hàng chục người dân đồng tâm khóc nức nở trước nấm mộ của cụ Lê Đình Kình trong đêm, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ cũng phải thốt lên rằng chưa bao giờ tôi thấy cái chết của tên khủng bố nào lại lấy nhiều nước mắt từ nhân dân như cụ Kình. Chưa bao giờ tôi thấy tên khủng bố nào khi qua đời nhân dân lại lập bàn thờ như thế này. Tôi cũng chưa bao giờ thấy tên khủng bố nào được nhân làng yêu mến, xếp hàng chào đón và rơi nước mắt khi thấy khủng bố xuất hiện trở về mà như cụ Kình. Tôi chưa bao giờ thấy khủng bố nào qua đời cả nhân dân xã đồng tâm đến bịt khăn tang, mặc dù khăn tang không đủ trong ngày đưa tang như đám tang của cụ Kình. Chưa bao giờ tôi thấy tên khủng bố nào đi đòi đất mà nói lý lẽ bằng pháp luật, làm cho cả một thể chế chính trị cúi đầu chào thua lý lẽ của tên khủng bố ấy. Tôi cũng chưa bao giờ thấy nhiều nhân sĩ trí thức, đồng bào của cụ Kình lên tiếng ủng hộ hành động của tên khủng bố đó. Nhiều quan chức đảng viên, nhân dân lại đứng về lý lẽ của khủng bố mà lên án cách làm và hành xử của những kẻ cầm quyền. Và chưa bao giờ tôi thấy tên cường hào ác bá nào đã nghèo mà lại được người dân cả nước yêu mến đến thế. Và người xưa có câu, thương dân, dân lập bàn thờ, hại dân, dân đái, ngập mồ, thối xương. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình đã bị gãy chân khi xuất viện trở về vào hồi năm 2017, được dân làng Đồng Tâm vui mừng, kính trọng đón như một vị lãnh tụ tinh thần. Cụ Kình sẽ sống với dân tộc, với nhân dân vì sự hy sinh của cụ. Còn những kẻ mà nhân danh lãnh đạo, tôi thấy dân chửi như hát hay, Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng là những kẻ trong số đó. Nhà báo Bạch Hoàn thì ngậm ngùi viết, tôi là người đã im lặng, những gì xảy ra hôm nay có phần vì sự im lặng của tôi. Những bất công và vô lý hôm nay có phần vì tôi đã sống một đời thường, vụn vặt, đã sống một cuộc đời ích kỷ, hẹp hòi. Bi kịch của dân tộc này có phần vì tôi là điển hình của một thế hệ yếu hèn, bạc nhược, một thế hệ chỉ biết quỳ gối, cúi đầu. Còn nhà báo Trương Huy Sang thì đưa ra nhận định như sau. Đừng chỉ thất vọng với nền tư pháp, sẽ còn có những bản án như thế nếu ai cũng lặng im thay vì cất tiếng nói lương tri. Ông Philip Robertson, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nhận định như sau. Những bản án nặng nề, trong đó có hai án tử hình tuyên đối với các bị cáo ở Đồng Tâm, không hề gây ngạc nhiên. Cũng giống như tất cả mọi cấp của tòa xét xử khác, tòa án Hà Nội không hề độc lập vì hội đồng xét xử phải đưa ra những phán quyết được định trước do Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới cai trị tại Việt Nam cũng đang đi bước ngược lại nhằm chứng tỏ bộ mặt cứng rắn nhất có thể đối với những người dân làng Đồng Tâm. Lý do chỉ vì giới lãnh đạo Việt Nam lo lắng tính phản kháng, thách thức của cộng đồng, dân làng có thể truyền lan ra, dù rằng người dân Đồng Tâm phải bị những trừng phạt nặng nề nhất. Ông André Meras, đạo diễn bộ phim Tiếng Gào Thét Từ Bên Trong, với đoạn phỏng vấn ông Lê Đình Kình về mảnh đất Đồng Xanh cho thấy, cụ Kình rất tin vào đảng mặc dù cụ đã bị lừa ra cánh Đồng Xanh và bị đánh gãy chân vào năm 2017. Có một điều có thể khẳng định được, Đồng Tâm đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình tự cô lập của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân, đặc biệt là thành phần nông dân. Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường coi nhân dân là kẻ thù. Đạo diễn André Meras đã nhận định như vậy. Đây là hình ảnh có nhiều căn cứ theo hồ sơ vụ án cho thấy người giết cụ Lê Đình Kình chính là Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975 tại Hà Nội, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội. Trong lời khai với điều tra viên, ông Quảng kể mình nổ súng về phía đối tượng hai lần và đối tượng dựa người vào trong phòng, đồng thời tôi rút ra ngoài. Đối tượng ở đây chính là ông Lê Đình Kình. Cuối bản cung, ông Quảng có nói, tôi yêu cầu cơ quan điều tra giữ kín thân nhân tôi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để đảm bảo yêu cầu công tác và an toàn cho gia đình tôi. Trong hai bị án bị tử hình, ông Trức đã nhận tội nhưng ông Công phủ nhận tội danh và sẽ kháng cáo. Vụ án vẫn còn là một vấn đề chưa được giải quyết, bao gồm cả việc các cảnh sát bị giết chính xác như thế nào. Luật sư Hà Huy Sơn đã phát biểu với hãng Reuters và bình luận về bản án đã tuyên, cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ viết tiếp, cầm súng ắt sẽ phải chết vì súng. Cuối cùng, Nguyễn Phú Trọng lựa chọn đối đầu với nhân dân theo cách một mất một còn. Cách đây hai hôm, trong một buổi làm việc của Bộ Chính trị với Quân ủy Trung ương, Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh phải nghiêm trị những ai đi ngược lại đường lối của Đảng. Thông điệp đó là ấn định cho bản án mà hôm nay tòa sẽ tuyên ở Đồng Tâm. Bỏ qua những yêu cầu đến từ nhân dân, giới luật sư là phải thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Các luật sư đã chỉ ra những điểm mâu thuẫn cần làm rõ từ chiến dịch mang bí số 419A và tại sao gọi là tranh chấp đất quốc phòng, nhưng khi hỏi tại tòa thì chủ tọa phiên tòa trả lời là
Bộ Quốc phòng không liên quan. Và tại sao sân bay Miếu Môn cách làng Hoành, tức là nhà cụ Kình 3 km, sự việc tranh chấp ngoài đó lại đem súng ống, xe thiết giáp, khí tài quân sự về một ngôi làng quê nửa đêm, nổ súng, giết người. Bỏ qua những vấn đề cốt lõi để làm sáng tỏ thêm về cái chết kinh hoàng ấy, Toán Cộng sản đã bất chấp và tuyên một bản man dợ mà không có căn cứ, không theo tiến hình tố tụng, quyết tắm máu thêm một lần nữa với hai người vô tội. Hành vi chu di tam tộc của Đảng Cộng sản hôm nay đó là tội ác mà trời không dung, đất cũng không thể tha thứ. Lật đổ chế độ thực dân phong kiến, nhưng thực dân phong kiến vẫn tuyên một bản án thấu tình đạt lý và giải quyết tận gốc rễ cho những mâu thuẫn khởi phát từ luật đất đai. Thực dân phong kiến đã sửa sai trong vụ Đồng Lộc nạn. Đây là hình ảnh thẩm phán Trương Việt Toàn chủ tọa phiên tòa xét xử 29 người dân ở Đồng Tâm. Thế mà người Cộng sản hôm nay, Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo một đất nước gọi là thiên đường, ưu việt đâu chẳng thấy. Người ta chỉ thấy máu và nước mắt nhuộm đỏ cả bầu trời bởi cách hành xử của giới cầm quyền không phải vì dân, không thuộc về dân trong câu chuyện đất đai. Rồi đây, trên lãnh thổ Việt Nam, ai sẽ tin rằng đất nước này đang bình yên? Bình yên kiểu gì mà nhà cầm quyền đem xe thiết giáp 3.000 quân trong đêm đột kích một ngôi làng bình yên ở thủ đô mà bất chấp sự lên án của người dân? Đảng Cộng sản đã không nhận thấy cái sai trong khi cho phép tự do lấy đất đai, khi cho nhân dân cái quyền sở hữu mà không phải là tư hữu, để khi sự tham lam của quan chức nảy sinh tìm cách cướp cho bằng được, gắn cho nạn nhân bằng những mỹ từ như khủng bố, chống lại đường lối của Đảng, hoặc là đau đớn thay nạn nhân như dân làng Đồng Tâm, họ hoàn toàn tin Đảng. Với sự ngạo mạn của chế độ, sự say mê quyền lực một cách sắt máu, người Cộng sản sẽ tiếp tục tắm máu khắp nơi trên quê hương Việt Nam. Sự thê lương, đau khổ của bao số phận dân Đồng Tâm hôm nay đã thua bọn cầm quyền vì chúng có súng ống. Hôm nay, đảng viên Cộng sản đưa dân ra tòa tắm máu đồng bào. Đảng Cộng sản, kẻ cầm đầu là Nguyễn Phú Trọng, sẽ phải ra đứng trước phiên tòa của lịch sử để trả giá cho những gì mình đã gây ra. Nguyễn Phú Trọng và bè lũ của Đảng Cộng sản có chủ trương không nổ súng với giặc, cho dù giặc bắn Đại Bác, đảng ông ta cùng lắm là bắn sang đáp trả bằng tình hiếu nghị. Vậy mà đồng bào, đồng chí với nhau chỉ vì tranh chấp đất đai mà Nguyễn Phú Trọng đem súng ống, xe thiết giáp về nã đạn không thương tiếc. Sau này, khi lịch sử xét lại các nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ Cộng sản Việt Nam, nếu ông Trọng còn sống, hãy nhớ lấy, Đồng Tâm là một trong những nguyên nhân ấy. Quyền lực sinh ra trên họng súng, nhưng những kẻ cầm súng thường sẽ chết vì súng. Tôi tin là như vậy. Nhà bình luận Phạm Minh Vũ đã đưa ra kết luận như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020 với bản tin Học phong kiến, đảng sử, chu di tam tộc, cụ Lê Đình Kình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.